Thưa quý vị và các bạn, nhiều ý kiến của chuyên gia cho rằng các loại vaccine hiện hành sẽ không còn hiệu quả trong ngăn ngừa lây lan các biến thể mới hay là chống lại tình trạng bệnh chuyển nặng. Và trong bối cảnh đó, thì các chuyên gia y tế cho rằng Mỹ sẽ cần chủ động hơn trong ứng phó với dịch. Trong đó, thì việc thúc đẩy nghiên cứu vaccine thế hệ thứ hai được cho là quan trọng và giúp các cơ quan y tế có thể tiếp tục tìm hiểu các ứng cử viên vaccine tiềm năng dưới dạng viên, dạng xịt, virus sống và các lựa chọn khác. Theo báo Washington Post, giới chức đang giám sát diễn biến lây lan của các biến thể phụ Omicron với khả năng lây nhiễm cao hơn tại bang New York của Mỹ và châu Âu. Điều này cho thấy khả năng đột biến cấu trúc gen của virus SARS-CoV-2 tiềm ẩn những mối đe dọa mới về dịch bệnh. Giới chức bang New York cho biết các dòng phụ này có khả năng lây lan nhanh hơn 23-27% so với biến thể gốc BA.2 và đang góp phần khiến số ca mắc mới COVID-19 gia tăng. Nhiều nhà khoa học cho rằng tương lai sẽ còn xuất hiện các loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Đây có thể là do các biến thể mới sản sinh từ quá trình đột biến của virus hoặc do khả năng tái tổ hợp như trường hợp kết hợp sự hại biến thể Delta và Omicron. Tuy các vaccine ngừa COVID-19 thế hệ thứ nhất đã giúp giảm số ca tử vong, bệnh nặng hay nhập viện, song các loại vaccine này không giúp chấm dứt dịch bệnh trên thế giới.